Xin chào các quý anh chị của Vika Hà Nội. Ngày hôm nay đồng hành cùng với cả Minh Hằng là một trong những seller nhất nhì của Vika. Xin được giới thiệu anh Đình Huynh. Xin chào mọi người ạ. Vâng, ngày hôm nay thì anh Đình Huynh sẽ dẫn Minh Hằng cũng như là các quý vị khán giả xem một loạt các mẫu xe gầm cao đang có mặt tại showroom. Ok, để không mất thời gian của mọi người thì chúng ta sẽ đến ngay với dòng xe đầu tiên. Minh Hằng có thể cầm mình cái ô được không ạ? Dạ vâng, ngày hôm nay để phục vụ cho anh Huynh có thể đem tới những cái thông tin chính xác nhất và hiệu quả nhất thì em sẽ là người phục vụ nhé. Ok, rất cảm ơn Minh Hằng. Và xin được giới thiệu đến cho quý chị và các bạn mẫu xe đầu tiên. Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động được sản xuất năm 2019. Chiếc xe này sở hữu một cái nước sơn là màu sơn nâu cà phê. Và không biết là trên màn ảnh nhỏ thì quý chị và các bạn có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái màu sơn này không? Đấy, nhất là khi mà thời tiết nắng nắng thì nhìn sẽ rất là nổi bật với cái màu sơn nâu cà phê này. Và đối với mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động này, hiện tại thì Bica Hà Nội chúng em đang chào bán với một cái mức giá rất hợp lý là 1 tỷ 035 triệu đồng. Ok. Và đương nhiên là sẽ có gia lộc cho quý anh chị, vậy nên là các anh chị hãy đến showroom để xem xe và trải nghiệm nhé. Vâng, và đối với những quý anh chị nào và đặc biệt những anh em nào mà đang yêu mến Minh Hằng thì em giới thiệu ngay một chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2021. Vì sao lại quý mến Minh Hằng? Vì là cùng với màu áo của Minh Hằng. Đấy, thì mua chiếc xe này thì sẽ được tặng áo Minh Hằng. Được tặng áo Minh Hằng ngay chị em nha. Và có chữ ký của Minh Hằng luôn. Chiếc xe này được sản xuất năm 2021, phiên bản máy dầu số tự động. Và như anh chị em đã thấy thì đời 2021 thì đã lên form mới rồi nhá. Chúng ta so sánh với một chiếc 2019 và 2021 thì lên form mới thì mặt ca lăng sẽ khác, mặt ca lăng dạng sóng này và hệ thống đèn thì dạng bóng chiếu bóng LED và thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Với chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2021 này thì cửa hàng Bica Hà Nội chúng em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 160 triệu đồng. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc xe tiếp theo ạ. Và một chiếc xe tiếp theo thì cũng là một chiếc xe form mới. Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì sản xuất năm 2020, vẫn là form mới. Nhưng điểm đặc biệt của mẫu xe này, đây là phiên bản máy xăng 2 cầu anh chị em nhé. Phiên bản máy xăng 2 cầu rất là thích hợp cho anh chị em nào có điều kiện hoặc là nhà có cây xăng. Đấy, thì và hay di chuyển những cung đường, đường đèo núi thì có thể sở hữu mẫu xe 2 cầu này. Và hiện tại cửa hàng chúng em đang chào bán mẫu xe Fortuner máy xăng 2 cầu này với mức giá là 1 tỷ 155 triệu đồng thôi. Dạ vâng, và trước khi đến với chiếc xe tiếp theo thì em xin được phép ngắt lời anh Huynh một chút. Là tại Bica thì còn có chính sách là hỗ trợ cho người mua hàng lên đến 70% giá trị của xe đúng không ạ? Đúng rồi, có nghĩa là bên phía chúng em thì có thể hỗ trợ ngân hàng cho mình tối đa từ 70 đến 80% giá trị chiếc xe và cho thời hạn tối đa là từ 5 cho đến 7 năm. Chính vì thế nếu như anh chị em nào mà đang chưa muốn bỏ ra một số tiền lớn mà muốn chúng ta giữ lại để có thể đầu tư một cái nền tảng khác thì có thể nghiên cứu cái hình thức mua xe trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ từ A cho đến Z luôn. Ok anh chị em nhá. Vâng. Ok. Wow, một chiếc xe màu trắng rất là đẹp, anh Huynh có thể giới thiệu được không ạ? Là chiếc xe này thì cũng là một chiếc Fortuner nhưng nó có một cái đặc điểm và có một cái thiết kế rất là đẹp đúng không Minh Hằng? Dạ. Đấy, vì đây là một phiên bản rất là đặc biệt. Đây là phiên bản Fortuner Legender. Đấy, là phiên bản thể thao hay còn gọi phiên bản thể thao. Chiếc xe này là phiên bản Legender 2 cầu anh chị em nhé. Có thể nói đây là phiên bản đắt nhất, xịn sò nhất của mẫu xe Fortuner và đẳng cấp nhất luôn. Xe thì phiên bản 2 cầu máy dầu sẽ là động cơ 2.8 và có một cái thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản bình thường. Và option cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều anh chị em nhé. Là phiên bản cao tiền nhất thì chính vì thế chiếc xe này hiện tại cửa hàng đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 459 triệu đồng. Em thấy thiết kế ở mặt ca lăng khá là ấn tượng, thì anh Huynh có thể chia sẻ thêm về cái thiết kế này được không ạ? Thiết kế về mặt ca lăng thì sẽ khác với những cái phiên bản khác, nổi bật nhất đó là về hệ thống đèn đi. Hệ thống đèn thì có một cái thiết kế nó điệu đà hơn. Đấy, điệu đà hơn rất là nhiều. Và phần mặt ca lăng thì toát lên một cái vẻ thể thao hơn so với cái phiên bản thường. Phiên bản thường thì sẽ là dạng sóng, 3 thanh ngang. Đấy, 3 thanh ngang dạng sóng anh chị em nhé. Còn ở phiên bản này thì trông nó rất là cứng cáp, nối liền từ hai cái hệ thống đèn sang bên này. Đấy, thì tạo nên một cái vẻ rất là cứng cáp và thể thao cho chiếc xe. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một mẫu xe nữa. Và nếu như anh chị em nào đang tìm kiếm một mẫu xe mà màu bạc
Đấy, màu bạc, và xe này thì cũng sản xuất năm 2019. Form này thì như anh em giới thiệu đầu tiên ấy, thì form này thì mặt ca lăng sẽ là 3 thanh ngang mạ chrome anh em nhá. Và mẫu xe này là mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động luôn, đời 2019. Và mẫu xe này thì hiện tại cửa hàng em đang chào bán với mức giá là 1.025.000.000 mà thôi. Có nghĩa là với chiếc này sẽ rẻ hơn 10 triệu đồng so với chiếc ở đầu clip em giới thiệu màu nâu cà phê anh chị em nhá. Ok, và đi qua một dàn Fortuner thì ngay sau đây thì em cũng như là Minh Hằng sẽ giới thiệu đến cho anh chị em một loạt những mẫu xe bán tải. Đặc biệt là mẫu xe bán tải là những mẫu xe gầm cao, bên em cũng cực kỳ là nhiều luôn. Ngành chiếc xe đầu tiên là một xe, chiếc xe màu xanh. Đây là chiếc xe Mazda BT50, được sản xuất năm 2015 và là phiên bản máy dầu 2 cầu, máy 3.2 anh chị em nhé. Và đặc biệt của chiếc xe này có thể nói là cùng cha khác ông nội với những chiếc xe Ford Ranger. Đấy, bởi vì sao? Vì là động cơ khung gầm sẽ chung với chiếc xe Wildtrak 3.2 anh chị em nhé. Chính vì thế thì chúng ta có một chiếc xe giá cực kỳ rẻ nhưng mà khung gầm động cơ có thể nói là y hệt với mẫu xe Ford Wildtrak. Với mẫu xe 2015 BT50 này thì hiện tại cửa hàng đang chào bán với mức giá là 550 triệu đồng mà thôi. 550 triệu đồng với một mẫu xe số tự động 2 cầu, máy 3.2, cực kỳ khỏe anh chị em nhá. Dạ vâng, và khác với những cái mẫu xe màu đen trắng xám, những cái màu rất là truyền thống, thì em thấy là cái mẫu xe này mang một cái màu sắc rất là lạ. Anh Vinh có biết đây là màu gì không ạ? Theo như anh thì anh biết đây là màu xanh thôi, xanh ngọc à? Xanh ạ, xanh ngọc ạ. Có đúng không? Minh Hằng là cũng là một người rất là giỏi về phong thủy. Vậy thì Minh Hằng có thể cho khán giả cùng biết đây là màu này là màu xanh gì, chính xác màu xanh gì và sẽ hợp với những quý anh chị mệnh gì được không? Màu xanh thì như anh chị biết rồi là chúng ta sẽ hợp với cả những anh chị mệnh thủy đúng không ạ? Và bởi vì là sao ạ? Thủy thì sẽ hợp với màu xanh và màu đen. Ngoài ra thủy sinh mộc, cho nên là những anh chị mệnh mộc mà đi xe màu xanh này thì cũng được bổ trợ tương hỗ rất là tốt, giúp cho con đường của anh chị đi lúc nào cũng mã đáo thành công này, vạn dặm bình an. Ok, có nghĩa là anh chị em nào mà mệnh thủy hoặc là mệnh mộc thì có thể nghiên cứu lấy mẫu xe bán tải này, một mức giá cực kỳ là hợp lý, chỉ hơn 500 triệu đồng một chút thôi. Chúng ta đã có một mẫu bán tải cực kỳ khỏe. Wow. Không chỉ xe đẹp mà một mức giá Bika để lại cho quý anh chị quá là yêu thương đúng không ạ? Ok, và nếu như anh chị em nào mà thích thương hiệu Ford thì chúng em có ngay cho anh chị 4 chiếc và ngay sau đây em sẽ giới thiệu từng chiếc một. Đầu tiên thì chúng ta đang có một chiếc xe mang biển 19. 19 là những là ở Phú Thọ đấy ạ. Thì anh em nào mà ở Phú Thọ thì có thể nghiên cứu lấy chiếc xe này. Đây là phiên bản XLS, phiên bản số tự động một cầu, được sản xuất là năm 2020 anh chị em nhé. Và mẫu xe này hiện tại Bika Hà Nội đang chào bán với mức giá là 705 triệu đồng mà thôi. Dạ vâng, và với mẫu xe này thì camera có thể lia gần lại đây ạ. Em rất là ấn tượng với những cái đường gân dập nổi này, trông rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ đúng không ạ? Thực ra là các chị em thường rất là thích gân guốc, nên là vấn đề này thì Minh Hằng cũng không tránh khỏi là rất là ấn tượng với cái những cái chi tiết gân guốc ở trên nắp capo. Còn chị em thấy thế nào thì có thể comment để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Vâng, anh Minh được cái là hôm nay rất là hiểu em đấy. Vâng, một mẫu xe gân guốc không kém. Chiếc bên cạnh đây là mẫu xe Wildtrak. Thì mẫu xe Wildtrak này thì được sản xuất năm 2017, phiên bản một cầu anh chị em nhé, phiên bản một cầu số tự động. Và mẫu xe này sở hữu động cơ là 2.2, hộp số tự động 6 cấp. Với mẫu xe Ford Wildtrak 2017 này thì hiện tại cửa hàng Bika Hà Nội chúng em đang chào bán với mức giá là 735 triệu đồng thôi. Ok anh chị em nhé. Tiếp đến thì em muốn giới thiệu cho anh chị em một mẫu xe Wildtrak nữa. Nhưng mà xe này thì sẽ đặc biệt hơn một chút. Xe thì sản xuất năm 2019. Thì mẫu xe này đã lên cái động cơ mới, động cơ 2.0 biturbo anh chị em nhé. Đây là phiên bản máy dầu 2 cầu, máy 2.0 biturbo cực kỳ là khỏe. Được sản xuất 2019 và sở hữu nút sơn là màu cam anh chị em nhé. Với mẫu xe Ford Wildtrak biturbo 2019 này thì hiện tại cửa hàng đang chào bán với mức giá là 860 triệu đồng. Rất là lộc phát anh chị em nhé, rất là lộc phát luôn. Rồi, và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu một mẫu xe có thể nói là siêu bán tải, mẫu xe Ford Raptor. Mẫu xe được sản xuất năm 2020, màu đỏ, thì sẽ rất hợp với anh chị mang mệnh gì Minh Hằng? Mang mệnh hỏa và mệnh thổ. Mệnh hỏa, mệnh thổ. Anh chị em nào mệnh hỏa, mệnh thổ thì có thể nghiên cứu mẫu xe Ford Raptor này. Đặc biệt hơn nữa là xe đời 2020 thì vẫn được đăng ký biển xe con anh chị em nhé.
Còn những xe mà Raptor đời sau này, đời mới 2022, 2023 bây giờ sẽ đăng ký biển xe tải như những người anh em này thì thời hạn sử dụng sẽ giới hạn từ 20 đến 20 năm. Còn mẫu xe này thì không giới hạn, có nghĩa anh em đi lúc nào chuyển cho con, chuyển cho cháu, không bao giờ lo bị hết hạn luôn. Đấy. Dạ. Và mẫu xe Ford Raptor này hiện tại BK Hà Nội đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 295 triệu đồng. 1 tỷ 295 triệu đồng anh chị em nhé. Dạ vâng. Ngoài những cái thông tin giới thiệu về xe như anh Huynh vừa chia sẻ thì hiện tại BK cũng áp dụng chính sách là 5-0 đúng không ạ? Anh Huynh có thể chia sẻ về chính sách này để quý vị khán giả có thể yên tâm hơn khi mua xe tại BK không ạ? Dạ đúng rồi, thì với tất cả những mẫu xe đang có tại cửa hàng BK Hà Nội thì bên em sẽ cam kết và cam kết bằng văn bản luôn nhé, không phải nói chơi nói mồm đâu. Có giá trị pháp lý cho anh chị, bao gồm thứ nhất là không tai nạn đâm đụng ảnh hưởng đến gầm bệ sassi, thứ hai là không tháo cẩu đại tu máy, thứ ba là không ngập nước thủy kích, và cuối cùng là về phần giấy tờ pháp lý của xe là không tranh chấp, không cầm cố, và bên em sẽ cam kết luôn là xe không bị phạt nguội cho anh chị em nhé. Dạ vâng, và em có một câu hỏi nữa là bây giờ trong cái thời tiết nắng nóng như thế này và chưa kể là có những khách hàng bận không thể đến xem xe trực tiếp tại showroom thì bên mình có những cái cách để hỗ trợ như thế nào để khách có thể xem xe không ạ? Nếu như anh chị em nào mà ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, không đến trực tiếp cửa hàng tại số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để xem xe thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ ship xe tận nhà cho chị em luôn. Đấy, dạ. Thì chất lượng thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản và anh chị em đến có thể kiểm tra xe, mang xe đi kiểm tra check hãng. Không đúng những gì bên em cam kết thì bên em sẽ lại đánh xe về. Đấy, còn nếu mà đúng như những gì bên em cam kết thì anh chị em nhận xe và thanh toán. Ok ạ. Dạ vâng. Rất là và uy tín luôn đấy ạ. Và với một cái điều kiện là anh chị sẽ để lại cho bên em một cái khoản phí đặt cọc nhỏ đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ đặt cọc nhỏ nhỏ thôi, gọi là cọc tăm thì, thôi. Bên em sẽ vận chuyển xe về với nhà của anh chị để anh chị xem trực tiếp. Dạ đúng nếu rồi. Nếu như mà không đúng cam kết thì bên em sẽ hoàn trả 100% lại tiền cọc và anh chị sẽ không mất một chi phí nào cả. Dạ đấy. Vâng, quá tuyệt vời. Những cái chính sách hỗ trợ khách hàng hết sức có thể đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và cuối cùng thì Minh Hằng và Đình Huynh xin được khép lại video ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi đến hết video. Và nếu như trong tất cả các mẫu xe mà bên em vừa giới thiệu, các anh chị ưng ý dòng xe nào thì hãy nhanh chóng liên hệ tới số hotline hiển thị ở dưới màn hình. Và đừng quên là cho BK Hà Nội một nút follow, và đừng quên cho BK Hà Nội một nút follow và một nút like. Và đặc biệt hơn nữa thì anh Đình Huynh cũng có kênh riêng đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em thì cũng có kênh YouTube và kênh TikTok đều mang tên là Đình Huynh Auto. Và dạ chị vâng. Em nào quý mến em thì cũng có thể ủng hộ em và cũng như là BK Hà Nội một follow, một đăng ký kênh để chúng em có thể có thêm những động lực để sản xuất những video clip chất lượng hơn gửi tới quý anh chị và các bạn. Dạ vâng, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.